sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần thi diễn của đội xã Canh Hòa đến từ tỉnh Bình Định. Vâng, và xin mời đội Canh Hòa hãy chuẩn bị tiếp quản sân khấu ạ. Và sau phần thi diễn của đội xã Canh Hòa, chúng tôi xin mời đội Xuân Quang 1 chuẩn bị. Đơn vị xã Canh Hòa với tinh thần giao lưu học hỏi để tích lũy thêm kiến thức cho mình, đội chúng tôi xin gửi đến quý vị lễ hội. Trong nghi thức đám cưới có rất nhiều gửi đến quý vị với tiểu phẩm Đón chú rể về nhà vợ. Tiểu phẩm xin được phép được bắt đầu. Đến với phần dự thi của đội đến từ xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xin được mời xã Canh Hòa lên sân khấu tiếp quản sân khấu. Xin mời. Xã Canh Hòa gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Kính thưa quý vị, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trong thời khắc giao giữa năm cũ và năm mới, bà con nhân dân xã Canh Hòa lại tất bật nhiều hơn để chuẩn bị cho năm mới được sung túc đủ đầy. Và theo phong tục tập quán, tín ngưỡng của bà con sinh sống cộng đồng dân cư, tiết mục của xã Canh Hòa xin được phép bắt đầu. Thank you.
thưa quý vị đại biểu, quay nung cru lễ vật bao gồm một con gà trống, một bát nước, một bát gạo, trầu cau, sắc ong, rượu và đồng tiền âm dương. Mục đích của lễ cúng là cầu cho các thành viên trong cộng đồng được sinh sống hòa thuận, không xung khắc với nhau. Hôm nay thể hiện được sự vui mừng của các đồng bào anh em ở xã Minh Hòa được gặp gỡ với bà con của xã Sông Lạnh tại làng Xích Gọi, cầu cho bà con nhân dân của hai địa phương đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, không có những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, cầu cho bà con được ấm no, an toàn trong đi lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.